chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một sản phẩm truyền mụn nữa, đó là Extra Strength Anti-Resinate Exfoliating Solution with Salicylic Acid 2%. Chức năng của sản phẩm này là trị mụn, cơ chế là làm sạch lỗ chân lông, giúp tẩy tế bào chết ở bề mặt da. Với hàm lượng acid salicylic 2%, nó có hiệu quả trong điều trị tổn thương mụn ở mức từ 2-4. Các bạn có thể xem lại ở video về các cái phương pháp điều trị mụn để có thể phân biệt được các cái giai đoạn của tổn thương mụn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần trong công thức này. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ đánh giá về mức độ an toàn của các thành phần trong công thức này. Chúng ta sẽ đánh giá về chỉ số LVG. Salicylic acid được chấm 3 điểm. Chúng ta đã biết một số các khuyết điểm của thành phần này. Nó có thể làm khô da, bong chóc da, đỏ da, ngứa và gây châm chích. Nhưng với hàm lượng salicylic 2% này, chúng được khuyến khích để sử dụng trong các cái trường hợp da mụn vì những cái nhược điểm đó của nó, nên nó không được khuyến khích sử dụng như là một cái sản phẩm daily care. Vì vậy, bạn cần lưu ý điểm này. Nếu bạn lạm dụng nó để làm cho da bạn mỏng đi, kết quả là làm da dễ kích ứng hơn, tăng cái tổn thương mụn. Sodium hydroxide được chấm từ 1-4, với hàm lượng được sử dụng để trung hòa thì nó sẽ rất thấp, vì vậy nó sẽ an toàn khi sử dụng. Polysulfate 20, đây là một chất tạo cấu trúc cho sản phẩm, thành phần này được sử dụng trong nhiều các sản phẩm trên thị trường, vì vậy nó cũng an toàn khi sử dụng. Các thành phần còn lại trong công thức này đều khá an toàn. Phần thứ hai, ta sẽ nói về chức năng của những thành phần chính trong công thức này. Đầu tiên là acid salicylic là một thành phần ưa béo, vì vậy nó có thể xâm nhập vào da, kết quả là có khả năng làm sạch lỗ chân lông. Cơ chế tẩy tế bào chết của acid salicylic là làm phá vỡ cấu trúc desmosom. Sự phá vỡ cấu trúc liên kết này làm cho các tế bào bị bong tróc, dẫn đến lớp da bên ngoài bị bong tróc. Ngoài đặc tính tẩy tế bào chết, acid salicylic còn được chứng minh là có khả năng chống vi khuẩn và chống viêm. Tiếp theo là một chiết xuất từ trà xanh có tác dụng chống lão hóa, làm dịu da, chống viêm, loại bỏ các gốc tự do và chống vi khuẩn. Kết luận, đây là sản phẩm dành cho da mụn ở mức tổn thương từ 2-4, mức tổn thương trung bình. Khi bạn sử dụng cái sản phẩm BHA thì những điều sau cần lưu ý: làm cho da của bạn thích nghi với BHA bằng cách là bạn sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi là sử dụng các cái sản phẩm BHA. Điều này làm giảm cái tác dụng phụ và giảm cái châm chích da. Sau khi mà da của bạn đã thích nghi với BHA, nghĩa là nó đã giảm cái sự châm chích da, thì bạn có thể sử dụng cái sản phẩm BHA trước cái bước dưỡng ẩm để tăng hiệu quả cho sản phẩm. Ngoài ra, tần suất bôi và cái hàm lượng sử dụng cũng làm cho da dễ thích nghi hơn trong thời gian từ 1-3 tuần đầu mà của bạn sẽ xấu đi do hiệu quả của quá trình tẩy mụn đang hoạt động. Từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 6 mà nó không có hiệu quả, bạn có thể ngừng sử dụng và lựa chọn một sản phẩm khác phù hợp hơn. Ngoài ra, cái hiện tượng breakout cũng dễ xảy ra ở một số người. Tôi sẽ làm video về nó ngay sau video này. Đây là video quan trọng khi sử dụng các sản phẩm có chứa AHA, BHA và retinoid. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm này: kiểm tra tình trạng mụn của bạn, mụn ở giai đoạn nào, da của bạn có bị kích ứng bởi salicylic acid không, cần làm những cái patch test trước khi sử dụng, kiểm tra ở các vùng da nhạy cảm, cổ tay, vùng cổ, sau đó sử dụng ở một vùng nhỏ trên mặt. Cuối cùng là quan tâm đến tần suất sử dụng, cần bôi kem chống nắng khi sử dụng sản phẩm này vào ban ngày, tránh tiếp xúc với mắt, môi và miệng. Đây không phải là một sản phẩm daily care, vì vậy bạn cần lưu ý khi hết mụn, bạn có thể ngưng sử dụng sản phẩm này.